Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình hoạt động của ngành 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Công Thương kịp thời tham mưu Ủy ban dân tỉnh các giải pháp thiết thực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư để đưa vào hoạt động, phát huy năng lực mới trong sản xuất công nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm, chỉ số phát triển công nghiệp gọi tắt là IIP tăng 12,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.150 tỷ đồng. Xuất khẩu đạt 160 triệu đô la, tăng 8,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng 16,4%. Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Công Thương tiếp tục giả soát tham mưu bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Con Tum giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. Tham mưu công tác quản lý, hỗ trợ quy trình, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án thủy điện, điện gió, điện mặt trời. Trong 6 tháng đầu năm, việc cung cấp năng lượng đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Trong 6 tháng cuối năm 2023, ngành tiếp tục ra soát, đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng tâm của Ủy ban dân tỉnh giao, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ngành công thương giao trong năm 2023.